Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái biện pháp làm nhỏ hạt. Đầu tiên là xem cái nguyên lý chung. Thì để xem coi cái nguyên lý chung của phương pháp làm nhỏ hạt là như thế nào. Thì ở trong cái phần số 7 á các bạn, là độ hạt trong kim loại sau khi kết tinh á, tôi đã có điểm sơ qua cái nguyên lý chung của cái việc mà làm nhỏ hạt. Thì ở đây tôi xin nhắc lại, đó là muốn làm nhỏ hạt á, thì ta thường á, là phải tăng tốc độ sinh mầm, hay gọi là tốc độ tạo mầm n nhỏ này nè, và giảm tốc độ phát triển mầm. Đó, tức là gì, mình cho cái số lượng mầm nó sinh ra càng nhiều sau một đơn vị thời gian nào đó, và mình cho tốc độ phát triển mầm chậm lại, thì hạt kim loại nó sẽ nhỏ thôi, sinh ra càng nhiều và cho nó ít phát triển thì cái hạt nó sẽ nhỏ. Đó là cái nguyên tắc chung. Thì trên cái nguyên tắc chung, cái nguyên lý chung này nè, thì mình sẽ có các cái biện pháp nào để làm nhỏ hạt. Thì ta có các biện pháp như sau. Biện pháp thứ nhất là ta tăng cái độ quá nguội delta T. Thì tăng độ quá nguội delta T nghĩa là sao? Là mình sẽ cho nó nguội ở những cái nhiệt độ thấp. Ví dụ như độ quá nguội là gì? Là cái khoảng chênh lệch nhiệt độ giữa cái nhiệt độ kết tinh lý thuyết T0 và cái nhiệt độ mình cho nó nguội. Đó, thì khoảng chênh lệch này càng lớn á, tức là độ quá nguội càng tăng này á, thì cái kim loại mình khi mà nguội đông đặc thì cái hạt kim loại mình nó sẽ nhỏ lại. Thì ở đây người ta nghiên cứu, người ta thấy nè các bạn, đây là cái đồ thị, người ta vẽ mối quan hệ giữa cái độ quá nguội delta T và cái tốc độ sinh mầm và tốc độ phát triển mầm. Thì ở đây á, nếu như mà mình tăng cái độ quá nguội delta T, tức là delta T này tăng nè, delta T 1 và delta T 2 nè. Khi mình tăng cái độ quá nguội delta T, ví dụ tại thời điểm delta T 1 nè, độ quá nguội delta T 1 mình gióng lên nè, thì tốc độ mình nhìn cái đường này, tốc độ sinh mầm tức là N nè và tốc độ phát triển mầm đều tăng. Nhưng mà tốc độ sinh mầm á các bạn, là tốc độ N này nè, nó sẽ tăng nhanh hơn rất là nhiều lần so với tốc độ phát triển mầm. Vậy theo nguyên lý chung mình nói là gì? Mình phải tăng tốc độ sinh mầm là tăng N này, và giảm tốc độ phát triển mầm tức là giảm V. V nó giảm xuống như vậy thì ok, nhưng ở đây V nó cũng tăng luôn. Nhưng ở đây nó có một cái hay là gì? Là tốc độ tạo mầm và tốc độ phát triển mầm đều tăng, nhưng tốc độ tạo mầm tăng rất là mạnh, tăng mạnh hơn rất là nhiều so với tốc độ phát triển mầm. Cho nên dẫn đến là cái chung quy cuối cùng thì nó cũng có khả năng làm nhỏ hạt. Lý do là thằng sinh mầm tăng rất là mạnh, thằng phát triển cũng có tăng nhưng mà tăng yếu hơn, thì chung quy lại thì nó vẫn có thể làm nhỏ hạt. Đó, các bạn lưu ý nha, nhìn vào cái sơ đồ này thì mình cũng có thể thấy được cái ý nghĩa đó. Trong thực tế á, để tăng cái độ quá nguội delta T này nè, khi đúc á, thì người ta phải làm nguội nhanh. Vậy thì thường dùng các cái phương pháp làm nguội nhanh như thế nào? Đây, người ta dùng các phương pháp sau đây. Phương thức thứ nhất á, là người ta tăng cái khả năng tỏa nhiệt của thành khuôn. Ví dụ như á, mình đúc trong khuôn cát á, thì thay vì đúc trong khuôn cát, cái thành khuôn làm bằng cát cho nên nó giải nhiệt lâu ha, thì mình sẽ thay đúc bằng khuôn cát sang đúc trong khuôn kim loại. Thì khi mình đúc trong khuôn kim loại á, thì cái thành khuôn là làm bằng kim loại mà, cho nên cái độ giải nhiệt, cái độ dẫn nhiệt nó nhanh, cho nên dẫn đến là cái chi tiết mình, cái khuôn mình nó sẽ nguội nhanh hơn. Đó là một cái phương pháp. Phương pháp thứ hai là người ta sẽ dùng nước ha, dùng nước hoặc là khí hoặc là các cái chất làm mát tăng cường làm nguội cho khuôn. Đó, ví dụ như thay vì người ta rót kim loại ha vào trong lòng khuôn rồi, người ta để dưới nền xưởng đó, ta rót kim loại trong nền vào khuôn rồi thì người ta để nó nguội tự nhiên, thì tôi có thể dùng quạt ha, tôi có thể dùng quạt, tôi thổi để cho cái luồng khí nóng đó nó bay ra ngoài, đó nó giải nhiệt, giúp giải nhiệt nhanh hơn. Đó, thì mình gọi là dùng giải nhiệt, gọi là dạng cưỡng bức. Các cái phương pháp mà vừa mới nêu trên này nó có những cái nhược điểm nè. Thứ nhất là cái tốc độ nguội nó không đồng đều, độ hạt nhận được cũng không đồng đều. Có nghĩa là gì? Ví dụ như mình dùng quạt mình thổi á, thì khi các cái khuôn nó sắp xếp
ở trên cái nền xưởng đây nè. Thì khi mình thổi một phía, mình thổi qua một phía này, ví dụ đây các bạn tưởng tượng đây là một cái khuôn nè, đây cái khuôn xếp này, mình quạt mình thổi từ đây qua thì những cái bề mặt phía trước này nè, đó, nó tiếp xúc với luồng gió nè thì nó nguội nhiều hơn, nó nguội nhanh hơn. Còn những cái phút ở phía sau à, nó vẫn còn nóng, cái khuôn này nè, nó phức ở phía sau nó vẫn còn nóng các bạn, thì nó sẽ nguội lâu hơn. Cho nên là gì, cái bề mặt trước này nè, nó nửa cái chi tiết ở phía trước này, cái hạt kim loại nó sẽ nhỏ mịn, còn nửa phía sau nó sẽ thô hơn, đó, nó không có đồng đều. Đối với các cái khối kim loại lớn rất khó làm nguội với tốc độ nhanh do nhiệt lượng nó tỏa ra nhiều. Thì ở đây á, tức là khi mình đúc những chi tiết lớn, ví dụ mình đúc cái thân máy tiện hay thân máy phay vân vân, đó những cái chi tiết mà to đó, thì khi mà mình làm nguội cưỡng bức kiểu này nè, thì có khả năng là gì, cái nguồn nhiệt ha, tại vì cái khối lượng kim loại lỏng ở trong cái khuôn nó rất là lớn, cho nên là mình giải nhiệt nhiều khi nó rất là khó nguội ha, rất khó làm nguội nhanh được, cho nên nó cũng không đồng đều. Tốc độ nguội cao, một nhược điểm nữa đó là tốc độ nguội cao nó sẽ làm cho cái ứng sức lớn và có thể gây nứt vực đúc. Đó. Chứ không phải mình làm nguội nhanh là ngon. Nếu mà mình làm nguội nhanh quá thì dẫn đến là gì? Có khả năng, nếu mà khuôn mình thiết kế không đúng, dẫn đến là ứng sức nó lớn. Mà ứng sức nó lớn thì dẫn đến là khả năng bị nứt chi tiết khá cao. Rồi nếu đúc gan thì rất là dễ gây ra cái hiện tượng là biến trắng hay làm giòn cho gan. Dẫn đến là có thể bị nứt. Rồi cái cách thứ hai mà người ta dùng để làm cho hạt kim loại nó nhỏ đó là ta sử dụng chất biến tính. Thì đây là một trong những cách mà người ta xài rất là nhiều và mang lại cái hiệu quả khá cao. Đây người ta làm như sau, là người ta cho một ít cái chất đặc biệt có tác dụng làm nhỏ hạt vào kim loại lỏng trước khi gót vào khuôn. Thì hàm lượng cho vào cái chất đặc biệt này nè, cho vào trong kim loại lỏng rất là ít, không có nhiều, dao động từ 0.001 cho đến 0.1% cái trọng lượng của cái khối kim loại lỏng mình rót vào thôi. Lưu ý cái chất biến tính này nó phải có một trong hai cái tính chất. Sao? Thứ nhất là có khả năng, cái chất biến tính đó có khả năng kết hợp với cái kim loại lỏng để tạo ra các cái hợp chất hóa học khó chảy, không tan và giúp tạo mầm ký sinh. Chính những cái chất biến tính này nó vào trong kim loại lỏng của mình, nó hình thành những cái mầm ký sinh mình đã học ở cái phần gọi là tạo mầm rồi. Thì ta có hai loại mầm, mầm tự sinh và mầm ký sinh. Thì mầm ký sinh á, nó sẽ tạo ra từ những cái phần tử rắn mình thêm vào đó, thì kim loại lỏng của mình nó bám lên đó thì nó sẽ dễ hình thành hơn. Từ đó nó sẽ giúp tăng cái gọi là cái số lượng hạt, số lượng mầm á. Ví dụ nè, người ta cho nhôm vào thép lỏng khoảng từ 20 đến 25 gram trên 1 tấn thép lỏng để tạo ra cái hợp chất gọi là Al2O3 đó, hoặc là nhôm nitrit ha, ta có, đó, nhôm nitrit. Chất nhôm nitrit này nè, chính những cái thằng này nó sẽ tạo nên những cái phần tử rắn và giúp tạo mầm ký sinh. Từ đó nó sẽ tăng cái tốc độ tạo mầm, mà tốc độ tạo mầm tăng thì khả năng nó làm nhỏ hạt khá cao. Rồi cái chất biến tính này nó phải có khả năng hòa tan vào kim loại lỏng, gây tác dụng là giảm tốc độ phát triển mầm, làm cho mầm nó ức chế cái mầm phát triển lại, không cho mầm phát triển mạnh, và nó chỉ chủ yếu là tăng cái tốc độ tạo mầm. Hoặc là ví dụ người ta cho hỗn hợp muối natrichlor hoặc là natriflor vào hỗn hợp nhôm silic nè 1% để hạn chế sự phát triển của các tinh thể silic làm nhỏ hạt đó. Thì cái cách này thường người ta sẽ ưu tiên sử dụng hơn. Rồi hoặc là cái cách thứ ba đó là người ta sẽ tiến hành kết tinh với những cái tác động cơ học và vật lý khác nhau. Ví dụ như người ta có thể là tăng tốc độ tạo mầm bằng các biện pháp, ví dụ người ta tạo cái dòng kim loại lưu động bằng cách rung cơ học, hoặc là tác động vào kim loại lỏng sóng âm hoặc là sóng siêu âm, hoặc là người ta có thể cho kết tinh trong cái từ trường hoặc điện trường mạnh. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn sơ bộ qua các cái biện pháp làm nhỏ hạt. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.